Lửa này. Lửa 4, 4, 5 nha. Con nào. Vui nào. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục là một video game mô truyền kỳ.vn nha anh em ơi. Chiều trưa mình có đập hai món này nhưng mà đen quá, có lại ngọc nó đang mắc quá cho nên chưa lên được. Bây giờ mình sẽ đi làm ít bot để test nhân phẩm để kiếm cho nó cái dinh nha anh em ơi, thay cho cái dinh này. Chứ không yếu quá rồi. Với lại kiếm ít nguyên liệu để lên đồ 13 tiếp thì còn hai món nữa là full rồi. Thì đồ của mình là được 13 hết rồi. Còn có cái nón với cái chân thôi. Thì hôm nay mình đây có ít ngọc là ít boss thôi. Để test thử xem nó may mắn hơn nhiều boss không. Mấy hôm nhiều boss mà mở nó cũng không có hên. Hôm nay mở ít lại biết đâu lại hên. Thì đây mình có mấy cái boss đun 4. Đun 4 đây. Để ném coi có ra cái gì ngon không. Rồi. Ôi đeo con rơi. Chính cái đeo con hoàng kim cho nó chất. Này giờ mở ngoài đây thôi. Mở hai cái bot bốn này, cùng tin mệnh. Cùi bắp luôn. Mở mấy cái bot ngọc này đi. Bot ngọc. Dạ, S là ngon đấy, S là khá là mắc. Bây giờ mấy cái bot ngọc mà mở ra được S là đỉnh. Bot ngọc bây giờ đang S nó đang cỡ 60k một một viên đấy. Khá là mắc. Nữ thần vứt đi. Rồi, bây giờ mình lại chia ra Atlan mình ở ra Noia mình mở. Đây. Bot kin nha. Bot này thì chỉ ra kin là ngon nha. Kin hóa long. Rồi, kin ma thuật. Kin hóa long, kin thập tự hay kin triệu hồn. Rồi 10%. Rồi kim xà 10% tiếp. Nó thép 10% tiếp. 10% cách xà lần. Hóa long. Rồi lại kim ma thuật 4% này. Giá kim ngon nào. Lấy hai tử thần. Kim gia huy. Rồi gãy sáng. Cái này về cho vào ngón vào đây hết đi. Đấy là cùi này anh em không lấy đâu. Rồi cái này không được. Đồ, đồ nó cấp thấp. Cái này cũng vậy, nó đá thế nhỉ. Rồi, mấy cái này lại đưa về đây nốt. Nốt lấy cái coin. Mình mới gom được đúng 7 đồng xu thôi anh em ơi. Còn 200 vòng đồng quay để tối hay lúc nào mình on mình sẽ quay cho nó đủ 10 vòng đi để test sinh phẩm. Biết đâu lại là may mắn. Ồ, còn 4 giáp thương. Mình có rồi. Cắt mấy cái này lên. Ồ, NH. Rồi, lên Ajana đi. Mở bot xanh xanh dương nha. Đây được 6 cái này đồ cấp thấp. Ui, đồ cấp thấp ra 44 kìa. Hắc vương. Ma thuật. Lại dơ gen. Hóa long. 5%. Tiếp phím này. HP. Cái này để cộng hưởng cho mấy set cấp thấp. Ma thuật này. Ôi ma thuật 44 nè. Hình như Sơn công chúa đang cần mấy món này. Đỉnh đấy. Giờ hoàng kim. Được cái này đỉnh. Sau được hai dòng mà hai dòng 44 là có ngon rồi. Đây cắt vào đây nha. Đây là mấy con sâu. Rồi cái này tới đây. Còn lấy lộn này. Rồi đi mở bot sinh bot cấp. Cũng ghi dòng cái đó.
xong rồi mình viết test nhân phẩm bot dinh pen và bot cấp bảy. Trước đây mở đi, bốn bot dòng ra bốn cái vút lúc 12 cho trượng không lốc kìa, vừa bắp luôn rồi. Kiếm dòng đứng nó 12 nha, 10% một cây. Vào đây đi, mình đang có một cây 12 mà chưa bán được, mình đang bán khá là rẻ. Đồ thì nó có cộng hưởng cho nên nó nhanh xuống giá, còn dinh pen thì không, dinh pen chưa còn giá. Đây phút này phút 12 nhưng mà mình hai món này 13 hết rồi rồi, HP luôn rồi. Gậy ép à, gậy sum à, 220 20 mà cộng thêm dòng 10 nó đẹp nha anh em ơi, cộng hướng thì dòng 10 được rồi. Đi mở bot dinh pen nha, lâu lắm không về cái lông mạch. Cái này cộng dòng 10 nó là đỉnh luôn. Đồ mình cứ cho hết đi, bây giờ kiếm phôi không có. Đây dinh pen này, ba bot này rồi, hãy nhặt pen 27 xong chào tôi có về lửa này, lửa 445 nha. Con nào vui nào, con nạn 4 mana 10 dẹ 10 chính đoàn 3 30 gen cái gì, ba cái dòng cùi nhất đùa luôn đấy. Vô long mạch huyền thoại 85 217 rồi, 86 rồi con nạn này rồi. Dây chuyền lửa rồi, ôi 220 26% auto HP được, thêm một cái nó ngon nha. Ai dạo này càng ngày được đi lên ta, là càng ngày được đi lên nha. Rồi để về mình cắt nốt cái này đi, mình chơi luôn cái này cho nó máu, chơi luôn cái này nha. Như vậy là được mấy món ngon rồi, cái này để luôn, cái này để luôn. Bot cấp 7 nha, hy vọng là may mắn mỉm cười với lại mấy bot này. Có 5 bot rồi, chơi một phục ma lại ra sum ở 5%, sum 5% được. Giờ ép rồi, cuồng phong MG, MG cũng thấy nhiều người chơi đấy. Ui 45 được, MG chơi BD chơi cái này món này được nha, một nó 45 nè. Rồi tiếp, rồi ma vương nữa, ma vương con là gạch ta ông tâm trần. Mana với 10 phần đam giá các thương là đẹp rồi, còn hai bot cuối này mua vịt đi, mua đi Atlan 3 mở đi, mình không có cánh mình không lên trời được thì Atlan 3 về lớp không. Đây hai bot cuối lúc đây một quyền lực này, 4445 10 tranh đòn khốn nạn thế nhở, lâu lâu ra được một quyền lực kìa. Rồi mũ chi tôn đừng nói mắt pin nha, rồi 4 mana luôn rồi, hỏng rồi. Không có được gì ngon hết, mở ta toàn rác, ta được mấy cái tạm tạm thôi. Đấy, được cái mũ ngon cộng hưởng cũng được mà đằng này không có luôn, còn lấn trốn. Mấy cái này nhất rồi, rồi hết. Như vậy là thành quả của ngày hôm nay là được cái gì, hai cái món tạm tạm này với một cái găng của sâu, nhưng mà găng này găng cấp thấp, thấp thì sâu sơn đang cũng đang kiếm cái này 44 là đẹp, hưởng thêm dòng nữa thôi. Rồi đồng xu, bây giờ đi gom đồng xu còn 3 đồng nữa nha. Thôi video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi, gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye.